Welcome to the third edition of VNU IS TV in 2021, and I am Hồng Liên. In March, VNU IS students resumed face-to-face study after roughly 1 month of online study due to the re-emergence of COVID-19 pandemic. Also in March, VNU IS has initiated key tasks, projects, programs, and research at a fast pace. Now, let's look back at the highlights of VNU IS last March. Among the five majors ranked by QS in 2021, four have already been listed in the previous rankings, and there is a new major to be featured in this year's ranking, that is Business and Management Studies major. International School was honored to contribute four out of five majors ranked in the top 500 revised by QS. With regard to the Business and Management Studies major, VNU IS currently offers the Master of Financial Management program and Bachelor of International Business program with degree awarded by VNU, as well as Bachelor of Science in Management in collaboration with Cuca College USA. As for the Computer Science and Information Systems major, VNU IS offers the Bachelor of Management Information System program and Bachelor of Informatics and Computer Engineering program with degree awarded by VNU. In addition, the institution has also been one of the three VNU affiliated members to offer training programs connected with the Computer Science and Information Systems major. On March the 15th, VNU IS students resumed their study on campus after the online learning period caused by the third re-emergence of COVID-19 pandemic. The institution conducted temperature checks and distributed masks to students before class to ensure their safety. Apart from that, VNU IS organized a number of blended classes for both online and face-to-face studies for students living in infected areas, as well as international students who are unable to fly to Vietnam. During the first day of returning to class, students were bathed in an exciting and lively atmosphere. Many of them were happy to be back on campus before the end of the second semester. During the first half of the first quarter, VNU IS issued a framework of targets for research activities in 2021, along with some guidance document to support its lectures and staff in terms of orientation and implementation of research activities. The institution also managed to complete the organization plan for the annual international conference, Entrepreneurship, Finance and Innovation Symposium, EFIS 2021, as well as preparing the paperwork to participate in co-organizing a number of prestigious international conferences in the field of economics and computer science. As for the second half of the first quarter and the second quarter, VNU IS organized several scientific seminars to foster exchanges, sharing, and boost the research capacity of lecturers and staff. In addition, the institution hosted a training section on how to write a research report for its students, as well as supporting them in their announcement of research findings, and at the same time drafting the organization plan for the Students' Research Conference in the 2020-2021 academic year. Dr. Trần Quang Tuyến and Dr. Nguyễn Việt Cường, two economic experts of VNU IS, had a sharing section about their own experience in researching and writing a research proposal for socio-economic-related topics. The event attracted a lot of attention from the vast majority of scientists and researchers, especially young researchers from VNU and external institutions. Through the workshop, participants were introduced to the research methodology, the steps involved in doing research, and some experience in writing a research proposal. In the 2021-2022 academic year, VNU IS has set an admission target of 1,170 enrollments for 10 undergraduate programs offered by the institution, including 5 VNU degree programs, 2 dual degree programs awarded by VNU and partner universities, and 3 joint training programs with degree awarded by partner universities. On top of that, VNU IS will offer 40 scholarships for outstanding candidates that reduce their tuition fee by 50% or 100% during their study at VNU IS, amounting to 260 million VND per scholarship.
The institution also supports the candidates by presenting 15 laptops to IT freshmen. The 2019-2021 Temasek Foundation Specialist Community Action and Leadership Exchange is a student exchange program funded by Temasek Foundation Singapore. During the inbound program from August the 24th to December the 14th, 2019, 36 VNU students participated in a three-week exchange at GN Polytechnic Singapore. As for the outbound program from March 22nd to 27, 2021, the program was hosted in an online platform due to the impacts of COVID-19 pandemic. After 5 days of online exchange, students of VNU and GN Polytechnics were left with amazing experience and memories. During March, students of the Hospitality, Sport and Tourism Management program had a visit to CHM International Academy. The academy specialized in hospitality and culinary arts training belonging to the City Mart Education Group from Canada. During the visit, VNU IS students had the opportunities to practice making drinks, watching the chef showcasing their skills and exploring many other things. In the upcoming months, VNU IS and CHM will collaborate further in terms of academic exchange, student exchange, and orientation based on international standards. March is considered a time to honor female lecturers and staff at VNU IS. To celebrate this occasion, VNU IS Trade Union had organized a wide range of activities for its female staff. Women of the institution had an opportunity to partake in a cozy meeting event, receiving bouquets of flowers and hearty congratulations from the men. Furthermore, children of staff members had prepared a special gift for their mothers, which is a music video composed and performed by themselves for this particular occasion. Besides, VNU IS Trade Union also organized a birthday party for lecturers and staff who are born in March. This happy birthday party is a monthly event and an opportunity for VNU IS lecturers and staff to come together and share happiness with one another, wishing good luck to everyone. VNU IS Youth Union launched the Youth Month event to celebrate the 90th anniversary of Ho Chi Minh Communist Youth Union Foundation and the 25th anniversary of VNU Youth Union Foundation. On this occasion, VNU IS Youth Union organized an online photographing contest iBeauty 2021 to celebrate the International Women's Day, the 8th of March, as well as organizing the contest iStrong to promote exercise and physical activities among members. A special newspaper edition iStudents has also been issued to promote the honorable traditions of Ho Chi Minh Communist Youth Union. Furthermore, VNU IS Youth Union is a unit responsible for the organizing the third season of the iStartup competition and the final round of the VNU Innovation Startup competition. The contests are expected to bring about excitement and positive experience to every VNU student. Năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện lại phương án thi đánh giá năng lực đã triển khai trước đây. Thông tin đưa ra đã thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em học sinh trung học phổ thông. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố đề thi tham khảo và theo nhận định của một số chuyên gia, đề thi năm nay có cấu trúc hoàn toàn khác biệt, xứng đáng là đề thi xét tuyển đại học. Trong chương trình VNU IS TV số 3 ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến đây một vị diễn giả đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Phó trưởng ban đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày hôm nay, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo sẽ giúp các vị phụ huynh và các em học sinh giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực. Xin trân trọng chào thầy và xin cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết, xin thầy có thể cho biết là tại sao Đại học Quốc gia Hà Nội lại quyết định tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để thêm một kênh lựa chọn cho các thí sinh ngày hôm nay không ạ? Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Như chúng ta đã biết, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói là mục đích của kỳ thi hướng tới nhiều mục đích khác nhau. Trong đó có mục đích là xem xét chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo bậc trung học phổ thông theo những nhóm năng lực đã tuyên bố. Thứ hai là tư vấn việc dạy và học ở bậc trung học phổ thông, bậc đại học.
thứ ba là định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, và thứ tư là nhiều trường, nhiều cơ sở giáo dục đại học có thể xem xét sử dụng như là một kênh để xét tuyển. Lý do Đại học Quốc gia tổ chức năm 2021 vì chúng ta có kinh nghiệm bề dày đã thực hiện những năm 2015, 2016. Trên cơ sở chúng ta có nguồn lực, có cơ sở vật chất, có đội ngũ cán bộ, đội thi để sẵn sàng làm việc đó. Đây là những cái tiền đề để Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát triển những phương thức đánh giá học sinh trung học phổ thông phục vụ trong nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích tuyển sinh đại học. Vâng, vậy kỳ thi năm nay thì có điểm gì mới và bài thi thì có những hợp phần nào thưa thầy? So với năm 2015-16 cũng như so với các cái bài thi đánh giá năng lực ở Việt Nam hiện nay thì chúng tôi có những cái điểm riêng biệt. Thứ nhất là bài thi chúng ta sẽ có những thay đổi về mặt hợp phần. Hợp phần thứ nhất là định tính, hợp phần thứ hai định lượng và phần thứ ba là khoa học so với những năm trước đây. Tổng thời gian thì cũng không thay đổi so với năm 2015-16 chúng tôi đã tổ chức, nhưng chúng tôi có điều chỉnh từng hợp phần bên trong. Ví dụ như hợp phần định lượng là thời gian là 75 phút, trước đây là 80 phút, các hợp phần còn lại là 60 phút. So với những năm trước thì cũng có thay đổi. Về mặt bố cục câu hỏi thì chúng ta cũng đã có những thay đổi lớn. Những năm trước đây thì chúng ta có thành phần tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Năm nay thì chúng ta chỉ có một hợp phần duy nhất là khoa học, trong đó có những môn học về tự nhiên và xã hội. Chính vì thế đòi hỏi thí sinh phải có năng lực một cách tương đối toàn diện khi tham gia bài thi đánh giá năng lực. Vâng, thưa thầy, là thầy có thể giải thích giúp các thí sinh về khái niệm định tính, định lượng và thí sinh thì nên sắp xếp thời gian làm bài như thế nào để có thể có được điểm số cao nhất không ạ? Vâng, khái niệm định tính và định lượng bắt nguồn từ khoa học khảo thí khi chúng tôi nghiên cứu cấu trúc và định dạng để đề xuất ra bài thi đánh giá năng lực. Trong trường hợp này, bài thi định tính muốn xem xét đến những cái năng lực bằng tính chất toán học, xác suất thống kê hay là khả năng tính toán, khả năng xử lý số liệu, những cái thông tin, tư duy đòi hỏi tương đối chính xác, cụ thể về một vấn đề để giải quyết vấn đề và mang tính sáng tạo cao. Tư duy định tính là sẽ nằm về hợp phần ngôn ngữ, văn học để khai thác, kiểm tra, đánh giá những khả năng tư duy, xúc cảm, tình cảm và khả năng phân tích, đánh giá, bình luận trong những tác phẩm hay là nhìn nhận một vấn đề dưới góc nhìn của những nhà văn chương, ngôn ngữ, trau dồi cuộc sống, trau dồi lối sống. Thứ ba là hợp phần về khoa học thì chúng ta đã rất là gần gũi, đó là những cái môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội trong thường gặp như chúng ta đang gặp hiện nay. Đối với bài thi đánh giá năng lực thì chúng tôi thiết kế 150 câu hỏi, trong đó có 132 câu hỏi là trắc nghiệm khách quan và 18 câu hỏi điền đáp án. Bố cục của bài thi thì cũng không sắp xếp đơn thuần như các bài thi trên giấy, đó là chúng ta từ dễ đến khó mà sắp xếp theo những nhóm câu hỏi, theo những lĩnh vực mà có thể là liên ngành, thậm chí xuyên ngành, có những câu hỏi mang tính tích hợp, không chỉ hỏi một vấn đề của một môn học mà hỏi nhiều, đòi hỏi thí sinh hiểu biết rộng hơn. Chính vì vậy mà thí sinh không nên chỉ nghĩ rằng mình lần lượt làm từ câu hỏi này đến câu hỏi kia, vì bố cục không từ dễ đến khó. Các em hãy dành thời gian để làm những bài, những câu hỏi dễ trước, và nếu như gặp một câu hỏi khó, các em có thể trở đi, tiếp tục làm những hỏi tiếp theo, rồi chúng ta quay lại. Lưu ý rằng với phần thứ nhất chúng ta có 75 phút, thì các em chỉ được quay lại làm những câu hỏi khó trong thời gian 75 phút. Nếu như hết 75 phút là hệ thống tự chuyển động sang phần thứ hai và các em cũng làm những câu hỏi dễ và khó trong phần thứ hai. Trước khi thời gian kết thúc thì lời khuyên của chúng tôi là các bạn hãy tiết kiệm thời gian tối đa với những câu hỏi dễ, bởi vì có những câu hỏi mang tính chất định tính, định lượng, các bạn có thể nhìn nhận và suy luận dựa trên cảm quan, dựa trên kiến thức của mình, nhận định được ra ngay đáp án phù hợp. Và những câu hỏi đòi hỏi có tư duy chiều sâu và mang tính chất liên ngành thì các bạn phải cần thời gian suy nghĩ, có thể đôi khi các bạn cũng cần phải làm nhát để đạt được kết quả cao. Trong trường hợp mà với những câu hỏi khó các bạn không thể giải quyết được ngay thì hãy đọc lại đầu đề, đầu bài và tìm mối liên hệ giữa câu hỏi và đầu bài, loại bỏ những đáp án sai thì chúng ta sẽ chọn được đáp án phù hợp nhất. Đặc biệt giữa phần tư duy định tính và tư duy định lượng thì cái yếu tố đó là vô cùng quan trọng. Vâng, xin cảm ơn thầy vì những chia sẻ hết sức hữu ích và xin được kính chúc Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay sẽ có một mùa tuyển sinh thật thành công. Xin kính chúc thầy có nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn quý khán giả.